Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp học sinh khối 12 có bước chuẩn bị tốt về kiến thức, kỹ năng và tâm lý khi bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi đến các Sở Giáo dục và Đào tạo công văn hướng dẫn cụ thể về việc tổ chức ôn thi cho các em. Theo đó, Bộ yêu cầu các sở chỉ đạo các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên thực hiện các giải pháp hiệu quả, tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 phù hợp với từng trường, từng nhóm đối tượng học sinh nhằm nâng cao chất lượng kỳ thi. Do đó, những ngày này, tình hình ôn tập ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đang diễn ra sôi nổi để củng cố nâng cao kiến thức giúp các em đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi quan trọng sắp tới. Năm 2015 là năm đầu tiên đổi mới cách thức thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng. Vì vậy, để học sinh khối 12 nhanh chóng thích ứng với sự đổi mới này, đòi hỏi mỗi trường cần thay đổi phương pháp dạy học và định hướng ôn tập phù hợp. Để hỗ trợ giúp đỡ các trường trung học phổ thông thực hiện đúng nội dung và định hướng của kỳ thi, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long đã phối hợp với các phòng ban có liên quan đến tư vấn, giải đáp trực tiếp cho các trường những vấn đề xoay quanh kỳ thi. Ngoài ra, Sở còn xây dựng kế hoạch và hướng dẫn ôn tập cụ thể đến các trường trung học phổ thông nhằm nâng chất lượng kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia đạt hiệu quả cao nhất. Về cái tổ chức thực hiện thì Sở sẽ chỉ đạo cho các trường tiến hành ôn, rồi cái phân hóa đối tượng, ôn theo cái kiến thức cơ bản và ôn theo cái dạng nâng cao, đặc biệt là quan tâm đến những học sinh mà còn gặp khó khăn trong cái học tập, tức là cái năng lực học tập còn yếu kém thì sẽ tập trung và công đó phối hợp với giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm đối với phụ huynh học sinh để hướng dẫn các em có một kế hoạch ôn thi vừa theo cái hướng dẫn của giáo viên, vừa có cái lịch tự học tại nhà. Là một ngôi trường vùng sâu của tỉnh Vĩnh Long, nhưng trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Hòa Bình, huyện Trà Ôn luôn đạt nhiều kết quả phấn khởi trong sự nghiệp giáo dục. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp phổ thông nhiều năm qua luôn đạt 100%. Để giữ vững thành tích này, đặc biệt đối với kỳ thi đổi mới năm nay, ngay từ trong hè, nhà trường đã có bước chuẩn bị đón đầu kỳ thi bằng cách vừa dạy vừa ôn cho học sinh khối 12. Kết hợp với công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban giám hiệu nhà trường đã chủ động lập những kế hoạch cụ thể để chỉ đạo việc dạy và học đạt hiệu quả. Đồng thời, phối hợp với phụ huynh học sinh để giúp các em vừa nắm vững nội dung học trên lớp, vừa đảm bảo hệ thống hóa lại kiến thức khi ở nhà. Để chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015, thì Ban giám hiệu nhà trường có chỉ đạo tới các tổ bộ môn dựa vào cái kế hoạch chung của nhà trường. Mỗi tổ bộ môn có một cái kế hoạch riêng phù hợp với từng đặc trưng của tổ. Còn về xây dựng nội dung ôn tập thì chú ý tới đối tượng học sinh, chủ yếu là chú ý tới cái độ vừa sức của các em. Còn trong cái triển khai thực hiện kế hoạch thì giáo viên bộ môn phải dạy đủ nội dung, không được cắt xén chương trình, đảm bảo thời lượng và chú ý đến năng lực, phát triển năng lực của học sinh. Hướng tới một kỳ thi đạt chất lượng, nhà trường thường xuyên mở các cuộc họp hội đồng sư phạm để hướng dẫn giáo viên đổi mới phương pháp dạy và học, đáp ứng phương án thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Bên cạnh đó, nhà trường còn yêu cầu giáo viên bộ môn phải chú trọng các tiết dạy chính khóa, rèn luyện cho các em kiến thức cơ bản vững chắc để tạo đà chuyển dần lên kiến thức nâng cao. Trên tinh thần đó, các tổ bộ môn đã vận dụng cách thức giảng dạy khác nhau nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức một cách hữu hiệu nhất. Để đáp ứng cái việc đổi mới môn tiếng Anh trong kỳ thi sắp tới, thì một là giáo viên thường xuyên cập nhật cái thông tin một cách chính xác để từ đó có thể đưa ra được cái nội dung và cái phương pháp ôn tập phù hợp với tình hình đổi mới. Hai là phải ôn tập theo cái năng lực của học sinh để các em có thể phát huy tính tích cực chủ động trong học tập bộ môn.
Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm, đôn đốc học sinh tích cực học tập, không lơ là chủ quan. Thế nhưng, vì đây là năm đầu tiên đổi mới cách thức thi tốt nghiệp phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng. Do đó, mặc dù đã được giáo viên ôn tập kỹ lưỡng, nhưng tâm lý các em vẫn không tránh khỏi những băn khoăn, lo lắng. Sắp tới phải đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia của Bộ đưa ra, thì em cũng có gặp thấy nhiều khó khăn. Thứ nhất là từ đến ngày thi thì khối lượng bài vở mà tụi em ôn tập thì rất là nhiều. Rồi bên cạnh đó thì có nhiều học nhiều môn, cho nên em gặp khó khăn trong việc sắp xếp bố trí thời gian để học tập tốt cho tất cả các môn. Rồi bên cạnh kiến thức trong sách giáo khoa thì chúng em còn phải học thêm kiến thức ở bên ngoài để mà vận dụng làm bài. Cùng với các trường trung học phổ thông khác, những ngày này thầy và trò trường trung học phổ thông Trà Ôn cũng đang ráo riết ôn tập cho học sinh khối 12. Để công tác ôn tập được thực hiện thuận lợi, nhà trường đã nhanh chóng cho các em đăng ký môn thi xét tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Từ đó, căn cứ theo số lượng học sinh đăng ký môn học ở từng lớp nhiều ít khác nhau mà ban giám hiệu bố trí ghép lớp và phân công giáo viên chuyên môn giảng dạy. Nhờ vậy mà học sinh được phân hóa vào các lớp học chuyên sâu kiến thức, rèn luyện kỹ năng, thích hợp với năng lực và sở trường của bản thân. Chúng tôi đã tiến hành rất là nhiều cái biện pháp. Thứ nhất là họp ban giám hiệu để chúng tôi định ra một cái mô hình mới để làm sao mà đảm bảo được cái kết quả và cái thiết thực nhất trong cái kỳ thi mà năm nay có nhiều cái đổi mới. Sau đó chúng tôi tiến hành một cuộc họp ban giám hiệu mở rộng, bao gồm tất cả là các tổ trưởng, đặc biệt là giáo viên lớp 12, rồi các tổ trưởng chuyên môn để đưa ra một cái kế hoạch chung. Theo công văn hướng dẫn ôn thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội dung thi sẽ nằm trong chương trình trung học phổ thông, chủ yếu là chương trình lớp 12. Nhưng ngoài việc dạy theo chuẩn kiến thức, kỹ năng từ sách giáo khoa, thì mỗi giáo viên phải có phương pháp giảng dạy và ôn tập sao cho phù hợp với hướng ra đề của kỳ thi năm nay. Đó là dạng đề tích hợp với nhiều câu hỏi mở rộng. Chúng tôi cùng tổ chức xây dựng nội dung ôn tập theo hướng là tiếp cận những dạng bài tập khó trong đề thi tuyển sinh và tổ chức thực hiện là tích hợp giảng dạy ở trên lớp và xây dựng thành các cái chuyên đề giảng dạy ở những cái buổi chiều ôn tập cho các em. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn liên tiếp những năm gần đây thì chúng tôi tổ chức thực hiện các chuyên đề ngoại khóa là nhằm phát huy năng lực tư duy, phát huy khả năng sáng tạo của học sinh cũng như là rèn luyện kỹ năng giao tiếp của các em. Ngoài cái việc mà bám sát cái chương trình chuẩn kiến thức kỹ năng cho các em thì trên lớp thì tôi đã ôn tập theo cái nghị luận, cái dạng đề nghị luận xã hội là bám sát theo cái tinh thần của bộ môn, đó là cung cấp cái kiến thức về nghị luận xã hội cho các em, đồng thời là cũng cho các em quen dần những cái dạng nghị luận xã hội. Và đặc biệt là chú ý những cái hiện tượng mà đời sống xã hội mà bức xúc á, để các em nắm được những thông tin, đồng thời bày tỏ những ý kiến của mình. Ngoài việc tập trung đầu tư nội dung giảng dạy trên lớp, ban giám hiệu trường trung học phổ thông Trà Ôn còn tăng cường thêm nhiều nguồn sách tham khảo thuộc lĩnh vực khoa học xã hội lẫn khoa học tự nhiên ở thư viện. Bên cạnh đó, nhà trường còn trang bị cả máy vi tính để các em có điều kiện truy cập, tìm kiếm thêm những thông tin quan trọng về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên mạng Internet. Trong những đổi mới của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay thì em gặp không ít khó khăn, ví dụ như là chưa nắm bắt được cấu trúc đề thi cũng như là sự phân hóa đề thi, gọi là phân hóa quá cao, nhưng mà tụi em chưa hiểu là phân hóa đến mức độ nào để có thể ôn tập theo một cách gọi là đúng hướng và bám sát với đề thi nhất. Nhưng mà để khắc phục những cái khó khăn đó thì em luôn lắng nghe thầy cô giảng bài trên lớp để tạo được một cái kiến thức nền tảng thật là vững chắc. Đối với cái việc đổi mới của việc thi trung học phổ thông năm nay thì chúng em còn rất nhiều bỡ ngỡ. Thứ nhất là đối với cấu trúc đề thi thì có nhiều đổi mới và phân hóa học sinh, điều đó làm cho chúng em cảm thấy trăn trở rất là nhiều để vừa tạo cái phương pháp học tập sao cho đúng đắn. Riêng trên trường thì thầy cô luôn tạo cho chúng em một cái tâm thế rất là tự tin trong việc học, giống như là cần phải học và học hết mình, rồi học mà quay học để có thể nắm bắt được hết tất cả các kiến thức nền tảng ở trong lớp. Cũng trên tinh thần đổi mới của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, nhưng mỗi trường có kế hoạch và tổ chức ôn thi khác nhau. Với trường trung học phổ thông Vĩnh Long, ban giám hiệu đã hướng dẫn giáo viên và học sinh ôn tập theo từng giai đoạn cụ thể. Mỗi giai đoạn sẽ đảm nhận một nhiệm vụ ôn tập khác nhau, nhưng tựa trung lại chủ yếu vẫn để củng cố, tổng hợp kiến thức phục vụ cho kỳ thi sắp tới đạt kết quả cao nhất.
Để đáp ứng kỳ thi năm nay thì trường chia giai đoạn ôn tập học sinh làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là từ những ngày giữa tháng 3 đến những ngày đầu tháng 4. Thì giai đoạn này là kế hoạch của nhà trường là giáo viên sẽ ôn tổng hợp lại nội dung kiến thức trọng tâm học kỳ 2 để làm sao sinh thi được tốt nhất cái kết quả kỳ 2 năm nay và có kiến thức cơ bản để bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Và giai đoạn 2 thì sau khi thi học kỳ 2 xong rồi đó thì có 3 tuần lễ nữa là bắt đầu là ôn tập tổng hợp những nội dung kiến thức học kỳ 1 trước đây để phục vụ cho tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Rồi giai đoạn 3 của nhà trường đó là chỉ đạo là ôn tập tổng hợp học kỳ 1, 2 và có 2 tuần cuối để giải các đề thi đại học trước đây để giúp cho học sinh nào mà khá giỏi thì kiếm được từ điểm 7 trở lên. Còn em nào mà còn trung bình yếu thì kiếm từ điểm 4 đến 5, điểm 6. Với cách ra đề theo hướng đổi mới như năm nay, đòi hỏi người học phải chủ động để tự chiếm lĩnh tri thức, tăng cường khả năng tư duy nhiều hơn để trả lời những câu hỏi mang tính thực tế cao. Thay vì như trước đây, chỉ cần bám sát kiến thức sách giáo khoa, các em đã có thể giải quyết được vấn đề nêu ra. Do đó, vai trò của người giáo viên hết sức quan trọng, giảng dạy làm sao để vừa thu hút học sinh nhưng cũng vừa giúp các em tiếp thu bài nhanh chóng, từ đó biết phát huy năng lực, vận dụng kiến thức đã học để xử lý bài thi tốt nhất. Với cái bộ môn văn thì chúng tôi là ngoài cái việc mà ôn những cái kiến thức chuẩn cho học sinh ra thì chúng tôi còn rèn những cái dạng đề cơ bản, và ở những cái tiết buổi chiều đó thì chúng tôi sẽ giúp cho học sinh là luyện viết để cho em có thể viết nó trôi chảy hơn. Bản thân tôi thì tôi sẽ ôn với em theo từng chương. Thứ nhất là tổng hợp kiến thức lại cho em bằng cách là hướng dẫn cho em cái kiến thức chương tổng hợp bằng cái sơ đồ tư duy. Sau đó sẽ phát cho em một số ngân hàng câu trắc nghiệm, về nhà ở trên lớp thì giải những cái câu khó, rồi những câu dễ nào đó thì em nó về nhà tự giải thêm. Hiện nay, điều mà các em lớp 12 trường Trung học Phổ thông Vĩnh Long lo lắng nhất là cấu trúc đề thi năm nay sẽ như thế nào để có cách ôn tập phù hợp. Bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không định dạng cấu trúc đề thi, nhưng cho biết đề sẽ được xây dựng dựa trên ma trận đề thi với 4 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Thế nhưng, nhờ được sự quan tâm giúp đỡ từ quý thầy cô mà nỗi trăn trở, hoang mang của các em phần nào được giải tỏa, để có thêm sức mạnh, sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời học sinh. Kỳ thi năm nay là có nhiều thay đổi về quy chế, với lại cũng chưa có cấu trúc đề rõ ràng nên em cũng gặp nhiều khó khăn trong việc ôn tập. Nhưng mà nhờ trên lớp có thầy cô với các bạn bè giúp đỡ, rồi thầy cô cho làm thêm nhiều bài tập trên lớp, cũng như củng cố lại kiến thức thì em vững hơn. Nếu như khoảng thời gian ôn tập trên lớp đa phần do thầy cô hướng dẫn thì kế hoạch ôn tập ở nhà sẽ do chính bản thân các em quyết định. Bên cạnh những em tự ôn tập thì một số em đã lựa chọn hình thức học nhóm để cùng trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Qua đó sẽ tích lũy thêm kiến thức, rèn luyện kỹ năng để vận dụng tốt vào bài làm. Năm nay là kỳ thi có sự thay đổi cho nên là tụi em không biết kỳ thi này sẽ diễn ra như thế nào. Việc tụi em rất là lo lắng, không biết là có làm bài được hay không, nên là tụi em học trên lớp. Tụi em còn phải học nhóm để làm bài tập, giải những bài tập khó khăn để bồi bổ kiến thức cho nhau để tụi em có thể vượt qua kỳ thi khó khăn này. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay có nhiều cái mới, nên điều mà những người làm công tác giáo dục cần quan tâm là làm sao đưa ra được những biện pháp giảng dạy cũng như định hướng ôn tập cho các em một cách chính xác để vừa hỗ trợ các em vượt qua thách thức, vừa tạo động cơ học tập đúng đắn, phù hợp với xu hướng đề thi mở rộng, tích hợp nhiều kiến thức xã hội và thực tiễn cuộc sống như năm nay. Về tổ chức ôn tại lớp, tại trường thì cũng tuân thủ đúng các quy định hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo. Chúng ta cũng không học lệch, không tổ chức bỏ những cái môn mà các em không đăng ký. Còn về nội dung của từng môn thì chúng tôi nghĩ là cần phải đáp ứng cái yêu cầu vừa để xét tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa để xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng. Thì như vậy thì dựa trên cái đề thi minh họa của các môn thì các thầy cô giáo có thể soạn cho các em những cái bài tập, những cái nội dung ôn tập chủ yếu, để từ đó các em vừa có thể ôn tập được những nội dung chính của lớp 12 mà các em mới vừa học, vừa có thể xem lại một số nội dung quan trọng của các lớp cấp dưới, lớp 10, lớp 11, để có thể đáp ứng yêu cầu của cái kỳ thi, của các môn thi trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Năm 2015 được đánh dấu là năm có nhiều đột phá trong ngành giáo dục đào tạo,
đặc biệt là sự đổi mới trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Trong đó, cách tổ chức ôn tập sao cho phù hợp với nội dung và yêu cầu của kỳ thi là vấn đề luôn được các thầy cô giáo lẫn các em học sinh quan tâm hàng đầu. Thế nhưng, đến nay, nhìn chung tình hình ôn tập ở các trường đã dần ổn định và đạt hiệu quả tốt. Với công tác ôn tập được thực hiện chu đáo, hợp lý cùng sự quyết tâm cao của giáo viên và học sinh, hy vọng rằng kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Thưa quý vị và các bạn, chuyên đề giáo dục đào tạo của Đài Truyền hình Vĩnh Long kỳ này đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề kỳ sau. Xin thân ái chào tạm biệt.